Để ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh COVID-19 trên tuyến biên giới dài hơn 455 km tiếp giáp với Lào và Trung Quốc, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã duy trì hàng trăm cán bộ chiến sĩ tại các tổ chốt dọc tuyến biên giới để phòng chống dịch COVID-19 và phòng chống xuất nhập cảnh trái phép. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, những cán bộ chiến sĩ ở các chốt phòng chống dịch luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an toàn tuyến biên giới, không để dịch bệnh xâm nhập vào nội địa. Chốt phòng chống dịch số 1 của đồn biên phòng A Pa Chải đứng chân trên khu vực cột mốc số 2 tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc, nằm trên đường mòn ra biên giới chưa đầy 1 km, địa hình rừng núi, thời tiết khắc nghiệt. Tuy nhiên, các cán bộ chiến sĩ đơn vị thực hiện nhiệm vụ tại đây luôn nêu cao tinh thần quyết tâm, khắc phục khó khăn, thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại các đường mòn lối mở trên biên giới nhằm ngăn chặn triệt để hoạt động xuất nhập cảnh trái phép. Mặc dù chốt ở địa bàn sát biên giới gặp rất nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm của các cấp nên chúng tôi đã hoàn xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, tôi cũng xin đóng góp một phần công sức nhỏ bé vào công cuộc chống dịch của đất nước. Mong mọi người cùng tôi vững tin và tin tưởng vào Đảng, những chính sách của Đảng và Nhà nước trong công cuộc chống dịch và thực hiện nghiêm các quy định của các cấp, các ngành cũng như của Nhà nước để góp phần vào chiến thắng đại dịch. Trên khu vực biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh liên tục duy trì hơn 530 cán bộ chiến sĩ và dân quân tại 76 tổ chốt, trong đó có 57 tổ chốt cố định, 19 tổ lưu động ngày đêm bám chốt, liên tục tuần tra kiểm soát, đảm bảo quản lý chặt chẽ đường mòn lối mở trên khu vực biên giới, kiên quyết không để xảy ra tình trạng xuất nhập cảnh trái phép. Ngoài ra, các đồn biên phòng phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương như công an, quân sự, y tế, hải quan tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm soát chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, quản lý chặt chẽ các hoạt động xuất nhập cảnh, tổ chức kiểm dịch phân luồng, đưa người nhập cảnh về khu cách ly theo quy định. 6 tháng đầu năm, đơn vị đã trực tiếp phát hiện và bắt giữ 3 vụ trên 32 đối tượng, tiến hành khởi tố 14 đối tượng là người Việt Nam có hành vi là môi giới và đưa người xuất nhập cảnh trái phép. Để làm được điều đó thì một phần là cái công tác triển khai công tác nắm tình hình từ xa để chúng tôi có cái nhận định một cách hợp lý. Cái thứ hai nữa là thường xuyên phối hợp với lại các cái lực lượng đứng chân ở trên địa bàn, ví dụ như là công an, hải quan và đặc biệt là cấp ủy chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền vận động để tố giác tội phạm. Cái thứ ba đó là Đảng ủy Ban Chỉ huy đơn vị thường xuyên làm tốt công tác nắm tình hình tư tưởng của cán bộ chiến sĩ, động viên cán bộ chiến sĩ khắc phục khó khăn và hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của cấp trên giao, không để tình trạng xuất nhập cảnh trái phép đi qua cửa khẩu quốc tế Tây Trang. Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy, Bộ đội Biên phòng tỉnh thường xuyên quán triệt tới toàn thể cán bộ chiến sĩ các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của các cấp về công tác phòng chống dịch và tổ chức triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch COVID-19. Các đồn biên phòng phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, lực lượng đóng quân trên địa bàn phát động phong trào toàn dân tham gia phòng chống dịch COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép ở khu vực 29 xã biên giới với gần 300 thôn bản, vận động hơn 20.000 lượt hộ gia đình ký cam kết về phòng chống dịch COVID-19, không tiếp tay cho xuất nhập cảnh trái phép, không tổ chức đưa dẫn người xuất nhập cảnh trái phép, tố giác người nhập cảnh trái phép và thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế. Đến thời điểm hiện tại thì đơn vị đã bố trí 7 tổ chốt với 21 đồng chí biên phòng và 9 đồng chí dân quân tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các tổ chốt. Song song với việc đó, chúng tôi thường xuyên vận động nhân dân tích cực tố giác tội phạm. Hiện nay chúng tôi đã duy trì 8 cái hòm thư tố giác tại 7 điểm bản và một hòm thư tố giác tại trung tâm nhà văn hóa của Ủy ban nhân dân xã để nhằm vận động cho nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm xuất nhập cảnh trái phép. Cho thời điểm hiện nay thì nhân dân cũng rất là đồng thuận và cùng với Bộ đội Biên phòng tham gia tốt cái hoạt động phòng chống dịch trên biên giới cũng như trong địa bàn. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ đội Biên phòng tỉnh với vai trò là lực lượng chủ chốt tuyến đầu phòng chống dịch ở khu vực biên giới tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ đạo hướng dẫn về công tác phòng chống dịch bệnh,
tăng cường các biện pháp nắm tình hình địa bàn, ngoại biên, đấu tranh ngăn chặn hoạt động lợi dụng tuyên truyền kích động, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân khu vực biên giới, xử lý nghiêm các trường hợp chống đối công tác phòng chống dịch tại biên giới, cửa khẩu và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tiếp tục duy trì nghiêm túc 100% các tổ chốt và quân số làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 trên biên giới.